xin chào các bạn, mình là Navi và chào mừng các bạn đến với channel của mình, đó là Navi TV. Thì hôm nay tôi sẽ review về một cái món gọi là hot hòn hòn. Không bao giờ hết hot trên cái thị trường của giới trẻ mà tôi cũng rất là mê mẩn. Đó chính là trà sữa. Các bạn cũng biết tôi là một người cực kỳ yêu thích trà sữa. Và ở Gaming House này tôi là người uống nhiều nhất trà sữa. Và tôi hy vọng tất cả mọi người cùng uống để tôi có thể order về đây. Và tôi được mọi người gọi là thánh nữ trà sữa. Lần này tôi chơi lớn, tôi tìm một cái loại trà sữa mới toàn luôn, mà hình như là bên đây chưa có bán gì phải. Thì tôi bật mí nhá, là cái trà sữa này nó dành cho những cái bạn nào mà béo, những cái bạn nào mà chỉ cần hít không khí thôi cũng béo đó. Thì những cái bạn đó rất là hợp với cái loại trà sữa này, vì cái trà sữa này uống không béo. Trà tinh đen. Các bạn thấy nó không giống trà sữa đúng không? Thì thật ra cái này nó chính xác là nước, nước lọc, nhưng mà nó là vị trà sữa. Nó hơi bị dịu ở cái chỗ đó. Là và hôm nay tôi sẽ review nó với lại một cái loại trà sữa mà giới trẻ của chúng ta thường hay uống. Bây giờ thì tôi sẽ uống xem thử là mùi vị của nó như thế nào nhé. Nước lọc nhưng mà là vị trà sữa. Wow, hủy thôi cũng có mùi trà sữa rồi. Trời ơi mốt thì chắc mà nó có bán về đây chắc tôi mua nguyên thùng tôi để ở nhà luôn á. Tại nhiều khi mình lười đi mua trà sữa là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là người ta nói là uống trà sữa nhiều sẽ không tốt, chất béo nhiều quá hay sao đó, đúng không? Còn cái này là chính gốc là nước nhưng mà nó có mùi của trà sữa. Nó vi diệu lắm các bạn, dành cho những người giảm béo. Tôi đã uống xong chai này. Còn đây là trà sữa bình thường mình hay uống thôi đúng không? Thì đây là cái món mình rất là thích uống ở Royalty là hồng trà kem chi thêm trân châu ngọc chai, đúng rồi, trân châu ngọc chai. Cái này nó béo hơn thôi, cái này nó béo hơn chứ không gì hết. Thì thật ra là hai cái mùi thì nó cũng như nhau, nó đều là có mùi vị trà sữa, nhưng mà cái này thì là nước, còn cái này là chính gốc trà sữa, là có chất béo, có đường đồ cái kiểu trong đây, có kem. Đây là một cái chai nước hàm lượng chất béo và đường nó rất là ít, chính vì thế nó rất phù hợp với những bạn nào muốn giảm béo nhờ nghiện trà sữa nhé. Còn đây là những bạn nào mà mình dây giống như tôi, người ta gọi là gì ta, thường tôi hay nói tôi là gen siêu mẫu đó, nhưng mà thôi tém lại mình dây đi được rồi, mình dây được rồi. Gen người mẫu ăn nhiều hàm, ăn chiến hàm mà không mập. Chính vì thế ngày nào nhiều khi tôi cũng uống một ly trà sữa nhưng tôi vẫn không mập các bạn. Không hiểu vì sao. Thì đây là cái loại trà sữa hợp với mình dây. Còn đây là loại trà sữa hợp với những cái bạn hít không khí thôi mà vẫn béo nhá. Cái này nó có giá cả từ 90.000, theo tiền Việt Nam của mình là 90.000 đến 150.000, là ở trong độ cái mức khoảng giá đó. Tôi không biết ở về Việt Nam nó bán bao nhiêu thôi. Còn cái này thì trà sữa tuổi teen tụi mình hay uống, thường đa số mấy cái nhãn hiệu này thì nó tầm ở cái mức 30.000 đến 60.000 đó, thêm nhiều độ thì hơn tiền nữa thôi. Có lợi ở cái hai cái này là sao? Có lợi hai cái này là dành cho những bạn nghiền trà sữa nhưng mà nó rẻ, nói chung là rẻ hơn cái này đi. Còn cái này nó mắc nhưng mà nó dành cho những bạn nào mà nghiện trà sữa nhưng muốn giảm béo. Thì không biết các bạn nghĩ về như thế nào về hai cái này. Tôi thì tôi thích cả hai. Chính vì thế tôi sẽ lựa thời cơ, khi cái này nó về đây tôi sẽ mua ngay về gaming house của mình thùng để tôi uống. Còn cái này thì khó nói rồi, cứ thèm mà đi mua thôi. Thì các bạn ở bên team nào thì có thể comment ở phía dưới nha. Team mình dây là team trà sữa bình thường, team hít không khí thôi cũng béo thì uống nước lọc vị trà sữa nè. Các bạn cứ việc comment ở phía dưới nha. Đừng quên ấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.